Bây giờ chúng ta qua bước 16. Tôi là mặt đứng sau. Sau đó các bạn vào tab insert, chọn low family, rồi mình vào thư mục 06 resort, 2 family, 1A annotation, datum data. Các bạn load cái family V level head triangle sport kiểu 1 ra, click open nó ra. Ở bước 17, các bạn vào tab manage, chọn công cụ transfer project standard, check none, rồi click một dòng bất kỳ đánh dấu L, tìm cái level tie này, mình đem cái level tie về, ok. Bây giờ tôi click chọn cái hai cái level có sẵn của cái default template rồi, tôi kéo nó ra. Bên này cũng vậy, mình kéo cái đầu nó ra bên ngoài. Sau đó tôi click chọn cái level 1 nè, tôi rename tên nó là tầng trệt. Ở bước 18 mình bên tay phải, trong property mình mới mở mũi tên ra, mình chọn nó là SNL. SNL kiểu 2, medium project là công trình nó trung bình, modeling là dùng để dựng hình, và không là cái code không nè. Ở bước 19 mình edit type, rename nó lại thành nó là AL là của kiến trúc, rồi mình ok architectural level của kiến trúc. Thì mình thay đổi cái symbol, cái symbol của nó là đây, các bạn thấy cái chữ nó là SFNL. SFNL có nghĩa là slab finish level, là cái mặt hoàn thiện của cái bản kết cấu này, là tiêu chuẩn thế giới. Nếu các bạn muốn sửa thành chữ Việt Nam á, thì mấy bạn đánh sửa thành chữ KC cũng được. Chỗ symbol này tôi đổi thành là V level head triangle sport kiểu 1 và nó là 0. Ok. Thì sau khi chúng ta đổi thành cái của kiến trúc á, thì nó đổi sửa thành là FFNL. FFNL là finish, floor finish level. Nếu các bạn thích tiếng Việt thì các bạn sửa chữ này thành KC, thì các bạn sửa family là được thôi. Ở bước 21, tôi click chọn cái level 2. Tôi hiệu chỉnh chiều cao nó là 2400. Rồi chỗ cái level 2 này thì tôi sửa tên thành là đỉnh tường gập. Sau đó tôi cũng mở cái property ra, tôi đổi nó thành là SNL dương nè, rồi edit type, rename nó lại thành là AL, AL dương nè. Ở bước 23 tôi hiệu chỉnh nó thành là V level head triangle sport kiểu 1 dương nè. Đây là hình ở bước 23. Sau đó tôi ok thoát ra ngoài, nó đổi thành FFNL đây. Ở bước 24, trong tab architecture, bây giờ mình làm việc với architecture rồi, cho nên mình đẹp phím control, mình kéo cái architecture ra trước, structure nằm sau, để mình ưu tiên mình chọn cái này cho nó nhanh. Tôi gọi công cụ level, sau đó tôi lấy cái type là AL dương. Rồi ngang chỗ tầng máy đây, tôi tạo một cái level này canh ngang cái tầng máy nè, kéo dài nó quanh này, canh cho nó có cái đường giống để nó khóa lại. Sau đó tôi sửa thành là 8000 và chỗ này sửa thành là tầng máy. Tôi vừa thực hiện xong bước 24. Ở bước 25 tôi cũng gọi công cụ level, sau đó đổi thành là SNL âm đây, mình sẽ sửa cái thay nó sau. Rồi chúng ta cũng tạo một cái level canh ở vị trí này, kéo đại nó ra qua bên này, mình sửa chiều cao nó sau. Tôi click chọn nó, tôi sửa thành là sân vườn, cao độ tôi cho nó là âm 0.9, là do cái loại âm này nó xài đơn vị là mét, cho nên chúng ta để là âm 0.9 thôi. Bây giờ tôi qua bước 25, các bạn click chọn cái level sân vườn này, edit type, rename nó lại thành là AL và loại nó cũng là âm, ok. Sau đó ở bước 27, đổi cái symbol của nó thành cái loại là V level head triangle sport và âm này. Rồi ok. Ở bước 28 chúng ta sẽ ẩn cái level của filing này, level của filing rồi level của file mình nó tùm lum, nó chồng lên nhau là nhìn nó rối. Vào VG, Revit link, by hot view, custom level, và mình ẩn luôn cái rig nó luôn. Ok à, bản vẽ chúng ta nó gọn lại thế này, các bạn có thể đo cái kích thước. Sau đó tôi save nó, rồi tôi close file. Bây giờ chúng ta qua bước 29 ở trang 86, là chúng ta đi liên ngược lại để khép góc tọa độ, open. Sau đó tôi vào cái thư mục 1WVIP, 2UP, 2HAN11 và mở cái 3 bê tông cốt thép, open cái file S023 này ra. Tôi vừa thực hiện xong bước 29. Ở bước 30, các bạn vào tab insert,
link ra VIP. Sau đó vào thư mục 1 nút VIP A, hạng 101, vỏ bao che, vắt. Các bạn chọn cái file A023A là cái file vắt đây. Sau đó chỗ positioning các bạn đổi thành là auto by securinet. Đây là hình bên tay phải của bước 30. Do hồi nãy chúng ta lấy cái file kiến trúc đó, chúng ta link cái kết cấu vào và chúng ta đã set tọa độ rồi. Bây giờ chúng ta mở cái kết cấu lên, chúng ta link ngược kiến trúc vào thì nó hai thằng nó đã cùng tọa độ, cho nên chúng ta để by securinet. Rồi các bạn click open nó ra. File kiến trúc nó đã nhảy vào trong đây rồi. Đây là cái file model thép, tôi ẩn tạm nó đi. Bây giờ mình tìm cái file kiến trúc, mình click chọn nó. Quét coi filter coi. Check now. Không thấy gì hết. Trở về tầng trệt coi cái file kiến trúc nó nhảy vô chưa. File này. Đây là file kiến trúc A023A, các bạn nhìn cái tên đó nè, A023A nè. Rồi các bạn click vào default size. Ở bước 31 hình bên tay phải, các bạn chọn option là record current position A để this will modify the link, có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh cái file link của kiến trúc này cho hai thằng nó cùng tọa độ. Sau đó các bạn ok. Ở bước 32, các bạn save cái file bê tông cốt thép này lại thì nó mới hỏi mình là có save lại cho file A023 là cái file vắt của kiến trúc hay không. Các bạn click vào save. Sau đó các bạn đóng cái file bê tông cốt thép lại. Vậy thì hai file nó đã link hai chiều với nhau và nó đã cùng tọa độ với nhau. Bây giờ chúng ta qua bước 33 ở trang 87. Chúng ta mở lại cái file A023 là cái file vỏ bao che vắt. Ở bước 34, các bạn vào tab Insert, link ra VIP. Sau đó các bạn tìm vào thư mục 2S, hạng 11, 4 thép. Đây là cái đường dẫn tôi chụp cho các bạn ở bên tay hình, cái hình bên tay trái ở bước 34. Sau đó các bạn click vào cái file thép này. Rồi các bạn chỗ positioning này vẫn giữ nó là by securinetes. Bởi vì á, là file thép này đã lấy tọa độ từ cái file bê tông cốt thép. Còn cái file kiến trúc chúng ta thì lấy tọa độ từ cái file bê tông cốt thép, cho nên ba thằng này nó cùng tọa độ với nhau hết rồi. Rồi các bạn click open nó ra thôi. Bây giờ chúng ta qua 3D. Tôi đổi lần thành chế độ shaded cho các bạn dễ nhìn. Chúng ta đã link vào là cái file bê tông cốt thép đây. Cái này là cái file thép đây. Vậy thì cái cách làm việc teamwork mà hiệu quả và an toàn nhất là sử dụng cái link này. Cái link làm chủ đạo chứ không phải là WhatsApp. Mỗi một team á, thì chúng ta chia ra một người vẽ một món, rồi sau đó chúng ta ráp lại với nhau thôi. Và cái bí quyết nằm ở đây là các bạn phải hiểu về tọa độ, các bạn phải làm sao share các tọa độ cho nó trùng với nhau để ráp lại nó không bị chạy tọa độ, nó lợp. Ở bước 36, tôi click vào save cái file này lại. Và nhớ, chúng ta save hai lần để cho nó xóa cái file backup cũ đi và đẩy cái file backup mới này vào. Ngừa cái trường hợp là cái file gốc chúng ta hư á. Rồi ở bước 36, vậy thì chúng ta tạo xong cái file model cho vắt rồi, cho phần vỏ và che vắt. Bây giờ chúng ta sẽ save nó. Save nó thì chúng ta vào thư mục là máy. Rồi sau đó các bạn sửa cái tên của nó là A023B. Khúc này hoàn toàn giống nhau cho tới vỏ bao che, và chỗ này mình sửa thành là máy. Rồi các bạn xem. Tiếp tục ở bước 37, các bạn file cell A project. Sau đó các bạn save vào thư mục C. Chữ B này các bạn sửa thành chữ C. Cái mục đích á, là các cái mã thư mục này đây đã làm cái gì, để sau này nó có mất cái link á, là chúng ta đi reload link lại, chúng ta đi tìm cái thư mục cho nó nhanh. Rồi khúc này hoàn toàn giống nhau cho tới chỗ chữ vỏ bao che và cái máy này. Chúng ta sửa lại thành là máy đón. Rồi save. Sau đó chúng ta close cái file lại. Vậy thì chúng ta đã tạo xong ba cái file cho kiến trúc là vỏ bao che vắt, vỏ bao che máy và vỏ bao che máy đón. Thank you.